Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 của bài 19 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Ta cùng đi vào bài tập số 1 này. Một ngày, cứ một ngày thì các em có biết là có bao nhiêu giờ không? À, một ngày thì có 24 giờ. Vậy 5 ngày thì các em sẽ lấy 24, các em nhân 5. 24 nhân 5 bằng 120. Như vậy 5 ngày thì sẽ có 120 giờ. Một tuần thì có 7 ngày. Vậy 2 tuần thì các em sẽ lấy 7 các em nhân 2, tức là sẽ có 14 ngày. 4 giờ 10 phút, các em đổi ra phút xem thử có bao nhiêu phút nhé. Cô và các em chúng ta cùng đổi 4 giờ 10 phút này. Cứ 1 giờ thì có 60 phút. Vậy 4 giờ cô sẽ lấy 60, cô nhân với 4. 4 giờ cô đổi ra phút là lấy 60 nhân 4. Cô cộng thêm với 10 phút ở phía sau nữa. Như vậy là 4 giờ thì lấy 60 nhân 4 là bằng 240. 240 cộng thêm với 10 phút ở phía sau này nữa thì bằng 250. Như vậy 4 giờ 10 phút thì bằng 250 phút. Sang ý B. Ta có 1 giờ thì bằng 60 phút. Vậy 2 giờ thì các em sẽ lấy 60 nhân 2, tức là bằng 120 phút. Các em sẽ điền vào đây 120 phút. 28 ngày thì bằng bao nhiêu tuần? Cứ 1 tuần thì có 7 ngày. Như vậy là muốn biết là có bao nhiêu tuần thì các em sẽ lấy 28, các em chia cho 7. 28 chia cho 7 thì bằng 4. Như vậy là 28 ngày thì có 4 tuần, tương đương với 4 tuần. Tiếp theo, ta có 2 phút 11 giây. Cứ 1 phút thì 60 giây. Vậy 2 phút, các em sẽ lấy 60 nhân với 2, tức là 2 phút này sẽ bằng 120 giây. 120 giây cộng thêm với 11 giây ở phía sau này nữa thì bằng 131 giây. Vậy 2 phút 11 giây thì bằng 131 giây. Chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy cho cô một đăng ký và một like để chúng ta ủng hộ cho cô nhé. Bài tập số 2. Lễ kỷ niệm 300 năm thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức vào năm 1998. Vậy thành phố Sài Gòn được thành lập năm nào? Năm đó thuộc thế kỷ nào? Như vậy ở đây muốn biết là được thành lập năm nào thì các em sẽ lấy năm 1998, các em trừ đi 300 năm. Như vậy ta có thành phố Sài Gòn được thành lập năm 1998 trừ đi 300 thì bằng 1698. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là thành phố Sài Gòn đấy thì được thành lập là năm 1698. Và năm này thuộc thế kỷ thứ mấy? Thuộc thế kỷ thứ mấy thì các em bỏ đi hai chữ số ở phía sau này. Và các em nhìn vào hai chữ số phía sau này không phải là hai chữ số 0. Như vậy các em lấy phần số phía trước cộng thêm 1. Như vậy là năm 1698 thì thuộc thế kỷ thứ 17. Các em sẽ lấy 16 cộng thêm 1 bằng 17. Xong được bài tập số 2, cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 3. Cô có bài tập số 3 như sau. Chọn thời gian thích hợp cho mỗi sự kiện, cho mỗi cái sự việc ở đây. Nam chạy 100 m. Chạy 100 m thì thường là trong khoảng 20 giây, kem sẽ nối đến 20 giây. Thời gian chuyến bay Hà Nội Đà Nẵng thì trong 1 giờ. Tuổi của cây gõ đỏ. Cây gõ đỏ là một cây cổ thụ lâu năm. Đấy, tuổi thọ của nó thì lên tới 78 năm. Như vậy là cô và các bạn đã đi tiếp được bài tập số 3. Những ai chưa nối xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại tiếp tục nối cho xong. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 4 như sau.
Một chiếc máy bay thực hiện 400 chuyến bay mỗi năm. Biết máy bay bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết năm 2009. Vậy máy bay đã thực hiện bao nhiêu chuyến bay? Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 cho đến hết năm 2009 thì sẽ có là mấy năm? À, sẽ có 9 năm. Đấy. Năm 01 này, năm 02, 03, 04, 05 cho đến năm 09, như vậy là có 9 năm. Vậy ta có như sau: từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến hết 2000 đến hết năm 2009 là 9 năm. Mà mỗi năm là bay 400 chuyến. Như vậy là máy bay trong 9 năm thì máy bay đã thực hiện số chuyến bay là cứ 1 năm bay 400 chuyến, và ở đây là trong 9 năm. Như vậy các em sẽ lấy 400 các em nhân 9. 400 nhân 9 bằng 3600 chuyến bay. Như vậy là đã thực hiện là 3600 chuyến bay. Ai chưa xong bài tập số 4, các bạn hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Cô và các em sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Năm Nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày. Biết rằng các năm nhuận của thế kỷ thứ 21 là năm 2004, 2008, 2012, 2096. Hỏi thế kỷ thứ 21 có bao nhiêu năm nhuận? Như vậy ở đây các cái năm nhuận của thế kỷ 21 thì tạo thành dãy số này: 2004, 2008, 2012, chấm chấm chấm, 2096. Các em muốn biết là có bao nhiêu năm thì chính là tìm số các số hạng của dãy số này. Các em sẽ áp dụng công thức tính số các số hạng của một cái dãy số cách đều. Ở đây là số sau cách đều, tức là hơn số trước 4, đúng không nào? Cách nhau 4. Như vậy, muốn tìm số các số hạng, các em sẽ lấy số cuối trừ đi số đầu, các em chia cho khoảng cách cộng với 1. Vậy các em sẽ áp dụng công thức này để tìm ra cái số năm nhuận. Vậy ta có số năm nhuận của thế kỷ 21 là, các em sẽ lấy 2096 trừ đi 2004. Các em chia cho khoảng cách ở đây, khoảng cách nó cách nhau 4, như vậy chia cho 4 rồi cộng thêm 1. Như vậy là có 24 năm nhuận. Sang câu B. Năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 là năm nhuận. Hỏi năm đó là năm nào? Vậy năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20 thì nó chính là năm 2000. Năm 2000 là năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20. Vậy thì đây cũng là năm nhuận. Vậy chúng ta sẽ trả lời là đó chính là năm 2000. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài 19 tiết thứ 2 ở trong quyển sách giáo khoa toán 4 bộ sách kết nối. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.